ơi, công nhận mẹ giỏi thiệt luôn á nè. Con chụp hình để mẹ, để con để dành lại con coi nè, mẹ giỏi quá. Con đưa cho Thúi coi, Thúi coi nè, Thúi coi bà nội ăn nè, bà nội ăn giỏi quá trời giỏi luôn à. Ta bỏ, ta không ăn. Tự bỏ không ăn hả mẹ? Tại sao mẹ bỏ mẹ không ăn vậy? Sao mẹ bỏ mẹ không ăn vậy? Sao mẹ bỏ mẹ không ăn vậy? Sao tự nhiên mẹ bỏ mẹ không ăn vậy? Uống nước nhờ. Sao mẹ bỏ mẹ không ăn vậy? Mẹ có buồn gì? Làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn mời thế mà kề giống như ăn cướp vậy. Ai mời mẹ vậy? Công đức sinh ai đức mẹ cướp vậy? Gái mẹ hả? Gái mẹ hay bà Oanh? Người ơi đừng quên hả mẹ? Quên. Trời ơi hay vậy. Công cha như con núi đứa nào đây? Mẹ nói đi, mẹ nói đúng tên con mới được. Con là đứa nào đúc mẹ đây? Con tên gương ta ăn. Ai múc cụ tiêu cho mẹ? Trời ơi, người mẹ là mẹ của con mà sao con múc cụ tiêu cho mẹ ăn được? Trên đời nhớ công người sinh cho gương trước mẹ. Đó mới là hiền. Con có bỏ nhau cho mẹ không? Vì đâu anh nên người tài ba. Hãy nhớ công à. Sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước kỳ vậy? Nhớ. Sao mẹ bỏ ăn vậy? Hả? Mẹ phải ăn chứ. Mẹ không ăn ngày con tốn 500 ngàn tiền thuốc á. Tại sao mẹ muốn bỏ ăn? Mẹ có buồn công không? Công cha như núi thay sơn. Tại sao mẹ buồn con? Con tao ăn giống trong đắng thao. Tại mẹ không ăn. Con mà tấn mẹ gì? Lắm, nhanh lắm. Mẹ nói tao kìa, có, mẹ có buồn. Cho tao ăn giống như tấn tao vậy đó. Quá trời quá đất rồi, con hả? Thôi vậy con đi nha. Mẹ muốn con đi không? Muốn đi, đi. Đi đi hả? Không ở gần mẹ nữa hả? Công sao vậy? Không thương con hả? Sinh. Mẹ không có nhớ con hả? Người mẹ có nhớ con ơi không? Đừng quên. Mặt gớm. Thấy mặt gớm. Công cha như núi thay sơn. Thấy mặt gớm hả? Nghĩa mẹ sợ con không? Mẹ như nước trong mẹ sợ con không? Mày lại mày bốc tay. Đáng gớm, còn thấy mặt gớm hả? Người ơi, làm vậy chứ con tên gì? Mẹ nói tên con đi, con tên gì? Người sinh dưỡng đó mới là hiền. Mẹ nói đi, con là ai? Vì con là ai mà sao mẹ nói hát gớm? Anh nên người tài ba, hãy nhớ công. Con là ai? Mẹ nói đi. Vì ai mà có ta uống nước nhờ? Sao con cho mẹ ăn mà mẹ chửi con vậy? Làm con phải ăn cháo đàng hoàng mà. Sao công nói là cha ăn như núi thay sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Con có phải con mẹ không? Không phải. Công cha như núi thay sơn. Vậy chứ ai mới là con mẹ? Như nước trong nguồn chảy. Công cha như núi mẹ, mẹ có sợ du xe không? Nghĩa mẹ như nước à, trong mẹ không sợ ai ấy, hả? Giêsu Maria du xe á, xin cứu chúng con. Công cha như núi mẹ có sợ không? Sao kỳ vậy? Con của mẹ mà sao mẹ nói không phải con mẹ? Vậy con này là con gì? Giống như con ác đầm. Con này là con ác độc hả? Anh giống như con ác độc. Con làm gì đâu mẹ nói con ác độc mẹ. Con thằng này là ai mẹ? Thằng này. Thằng này nè mẹ. Thằng này. Thằng này là ai? Thằng này nó có thuốc mẹ không?
con đi. Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi, trong khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa hoạn nạn, giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi. Sống theo tình người con ngoan.
Chúa sẽ thương tha thứ mọi lỗi lầm và sẽ cho phạt. Nên nên cha và con bà thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người được thăng viên môn con ban xuống cho con hồng ân trang chứa trao dồi cho đáng ngồi thánh đường muốn che ghét mọi tội con trên hết mọi sự con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăn xa nghiệp tội trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con cho có sự giữ lành. Lạy Đấng Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy Trai tìm cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. Cầu cho linh hồn Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho linh hồn Maria. Lạy cao thanh nam nữ ở trên trời. Cầu cho linh hồn Maria. Lạy cao thanh từ đa tài nước Việt Nam. Cầu cho linh hồn Maria. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh Maria qua chốn âu sâu. Xin vì công việc đứng nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria qua chốn âu sâu. Lòng vui hơn hoan hát ca như trong sa mạc cát nông gặp suối mát ngọt ngào mọi sự từ hư mân Chúa lại ban nguồn sông mới cửa bình minh chiếu rạng đẹp tan bóng đêm mịt mù xa con nay xin chọn người chọn Chúa dẫn lối cuộc đời theo người suốt đời là nguyện ước của con. Chúa đã đến thế gian và Chúa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em đã thân mến, chúng ta cùng đến đây để cầu nguyện cho bà Maria Lê Thị Thức. Chúa đã gọi bà ra khỏi đời này về với Chúa. Trước hết xin được chia buồn với cộng đoàn, đặc biệt là chia buồn với gia đình trước sự mất mát to lớn này. Chúng ta tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, người là đường, là sự thật và là sự sống, là ơn cứu độ của tất cả nhân loại và cả của người thân yêu của chúng ta nữa. Chúng ta xin Chúa để người thân yêu của chúng ta có việc lòng thương xót của Thiên Chúa và sớm được vượt nhan thánh Chúa. Chúng ta thành tâm ăn năn hối tội lỗi của chúng ta để sinh ra truyền thánh lễ này. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư
xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện con là Maria Lê Thị Thư, nên giống hình ảnh Đức Kitô. Giờ đây xin cho người con của Chúa được thoát vòng tội lỗi và đến ngày sau hết được cùng các thánh của Chúa sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa trong sự hằng nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúng ta ở trần gian là tiếp điều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà giao theo Chúa thiết lập, một chỗ chờ tuyệt vời trên trời, không do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì nhờ đức tin mà chúng ta tin bước chứ không phải vì nhìn thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Lòng các con đừng xao xuyến. Các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu
thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời công đoàn ngồi. Anh chị em rất thân mến, khi nói về những vấn đề nhân sinh của cuộc đời, đó là sự sống và cái chết, thì người ta dùng một câu nói và nó trở thành như là nguyên lý của cuộc đời vậy. Sinh lão bệnh tử, con người ta được sinh ra, được lớn lên và một lúc nào đó già nua, con người ta đón nhận bệnh tật và cuối cùng thì người ta phải đối diện với cái chết. Sinh lão bệnh tử nó như để nhắc đến thân phận yếu đuối của con người, giới hạn của con người. Con người ta sẽ phải lìa cõi đời này. Thưa ông bà và anh chị em, những vấn đề nhân sinh của cuộc đời này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng rất đau đớn và viết lên một bản nhạc. Mà những ca từ trong bản nhạc ấy cũng nói lên điều đó. Sau đây là những ca từ trong bản nhạc của ông. Con chim ở đậu cành tre, con cá ở đậu trong khe nước nguồn. Tôi nay ở trọ trần gian, trong năm một cõi xa xăm cuối trời. Đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì dường như cuộc đời của chúng ta đây như là một quán trọ vậy. Chúng ta đến trong cuộc đời này và chúng ta cùng chia sẻ niềm vui cho nhau. Và một lúc nào đó chúng ta sẽ rời quán trọ này để đi về một nơi xa xăm cuối trời nào ấy. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì không phải là người Công giáo, thế nhưng mà ông cũng tin vào một nơi nào đó mà ở đó con người ta có niềm vui và bình an cũng như hạnh phúc đích thực. Đối với Kitô giáo của chúng ta thì chúng ta tin đằng sau cái chết này còn có sự sống đời đời mà chính Chúa tặng ban cho tất cả mọi người. Thưa ông bà và anh chị em, chúng ta trở lại với bài tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe. Sư đã chia tay với các môn đệ. Chúa lo lắng lắm chứ, với các môn đệ bấy lâu nay sống với Thầy của mình, lo lắng được không biết sau này sẽ thế nào. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: Anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho anh em rồi thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy. Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu đến để nói với các môn đệ là: Anh em đừng có lo lắng, Chúa Giê-xu sẽ về nước trời và Chúa Giê-xu sẽ chuẩn bị chỗ ở trên nước trời cho các môn đệ. Nhưng mà không phải chỉ là nói với các môn đệ mà nói với tất cả muôn người. Thiên Chúa vì tình thương của người, người sẽ dọn chỗ cho tất cả muôn người có chỗ ở trên nước thiên đàng với Chúa. Nước thiên đàng là nơi mà con người ta có niềm hạnh phúc đích thật với Thiên Chúa. Thưa bà và anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày rất hân hoan của giáo hội làm mừng Chúa Phục Sinh. Chúa Giê-xu trong tuần vừa qua chúng ta cùng với giáo hội kỷ niệm việc Chúa Giê-xu đã đón nhận cái chết
trên thập giá và Chúa Giêsu đã sống lại. Việc sống lại này để khẳng định tất cả những lời của Chúa Giêsu loan giảng về nước trời, về sự sống đời đời là anh chị em người thân yêu của chúng ta, bà Maria Lê Thị Thư. Chúa đã cho bà được làm con Chúa và Chúa đã cho bà được sống trong đời sống Kitô giáo, nhận biết Chúa, và chắc chắn ít hơn một lần bà từng cũng được mong để có được ơn cứu độ của Thiên Chúa, có được nước thiên đàng và sự sống đời đời. Hành trình đức tin của con người có thể còn đó nhiều những lầm lũi, những sóng gió của cuộc đời, và đôi khi là những yếu đuối của phận người nữa. Nhưng mà chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu của chúng ta, tin tưởng vào Thiên Chúa đấng đầy lòng thương xót, đấng đầy tình yêu thương, sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm khi con người trở về, quay trở về với Chúa. Thưa ông bà và anh chị em, chúng con cũng là người đã được đến đây để giúp bà lãnh nhận bí tích hòa giải sau cùng, và chúng con cũng đã sức giàu thánh để xin Chúa nâng đỡ cuộc đời của bà, và bà cũng được rước mình vào máu Thánh Chúa. Tất cả những điều ấy lại là những điều để bảo đảm cho bà được ơn cứu độ của Thiên Chúa và sự sống đời đời. Thưa ông bà và anh chị em, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng trước người qua đời thì đã từng thốt lên rằng: xin cho một người vừa nằm xuống được thấy cõi thiên đường cuối trời mênh mang. Lời cầu nguyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đối với người qua đời rất đẹp, và chúng ta là những người Kitô giáo, chúng ta tin vào mầu nhiệm hội thánh thông công. Khi chúng ta cầu nguyện cho người đã qua đời thì điều đó sẽ giúp cho người đã qua đời sớm nhận được ân sủng của Thiên Chúa mà đón nhận ân cứu độ của Ngài. Nói như thế thì chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho người thân yêu của chúng ta, để người thân yêu của chúng ta cũng đón nhận được tình thương và lòng thiêng xót của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Ngài. Xin đấng là đấng phục sinh Đức Giêsu Kitô của chúng ta bao trùm lấy người thân yêu của chúng ta, bà Maria Lê Thị Thư. Và xin Chúa cũng đã từng nói với người trộm lành khi bị treo lên cây thập giá rằng: ngày hôm nay ông sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Thì chúng ta cũng tin vào lòng thương xót, tình thương của Thiên Chúa, để Chúa cũng nói với người thân yêu của chúng ta là bà Maria Lê Thị Thư ơi, ngày hôm nay bà cũng sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria. Xin dâng lên Ngài người anh yêu nay về cùng Chúa, cúi xin Ngài xót thương chiêu tràn hòa ánh quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài tròn niềm cây trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Cha đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều: Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này làm hiến tế xóa bỏ tội trần gian, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà cho người con của Chúa là Maria được về chốn nghỉ ngơi muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo.
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đạo binh các thiên thần trả lời uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài ân hoan tung hô rằng: Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa đến của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin thương đến người thân yêu của chúng con là bà Maria Lê Thị Thư, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nghe đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Ngài cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúc tài chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Nguyện hướng về Chúa, tâm tư khấn xin từ đây, Chúa đừng để con xót xa bao giờ. Vì ai cậy Chúa và tin ở Chúa, tâm tư chứa chan niềm vui, chẳng khi nào ngơi tiếng ca tuyệt vời. Lầm lỡ xin thương thứ tha Ngài ơi, đói trong hồn con ngang năm dài khờ. Đường ngày đều chính, Ngài hay dạy con đi theo bước chân tình yêu, bước trong trời cao chứa chan ngọt ngào. Lạy Chúa, xin cho lễ tế Hội Thánh vừa dâng lên sinh ích cho người con của Chúa là Maria Lê Thị Thư. Xưa kia, người thân yêu của chúng con đã từng lãnh nhận bí tích tình yêu này. Giờ đây, xin cho người thân yêu của chúng con là Maria cũng được cùng Thần Thánh chung phần vinh phúc với Đức Kitô, người hằng sống và hiến trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc tất cả anh chị em luôn được bình an.
Chúa Trời cho con sự